Hello mấy bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái nào để đọc cây mai. Thì cây mai nó sẽ có tên gọi tiếng Anh là Myrometer. Thì mình sẽ để cái hình ở dưới này cho các bạn xem thử. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn những cái bài tập về nó. Thì đây là cái mà mình muốn nói, đó là nó có tên gọi là Myrometer caliper ha. Thì đây là tên tiếng Anh của cái thước mà mình sẽ, thì ở trên này nó gọi là radius stop, là cái đồ vặn của nó đó. Thì còn cái này nó gọi là thimble. Thì trên cái thimble này nó sẽ có tần số từ 0 cho đến 25 các bạn ha. Còn cái này là cây barrel, barrel thì nó sẽ chỉ cho mình những cái này. Thì nó sẽ có 1 và 2, thì 1 tương đương với lại chấm 1, có nghĩa là 100.000, chấm 2 có thể là 200.000. Còn cái này là lock nut, thì nhiều khi để chúng ta đo cái cục bạc của mình á, rồi mình sẽ lock lại để cho cái thằng spindle này nè nó không có xoay nữa, thì cái cục này nó gọi là spindle. Còn cái tay cầm của cái này nó gọi là frame. Rồi cái anvil, cái này nó gọi là anvil ha. Rồi cái này gọi là cut out frame. Thì đó là cái tên gọi của cái thước, những cái bộ phận trên tên gọi cái thước. Mình muốn cho các bạn coi cái tên tiếng Anh của nó để mà mình học. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để cầm cây thước. Thì đây, các bạn sẽ lấy hai cái ngón này của mình bỏ vào cái vị trí này của cây thước ha. Rồi ngón tay của mình và cái ngón chỉ ngón trỏ của mình sẽ dặn cái này gọi là cái gì các bạn, cái này gọi là cái thimble ha. Thì đây thimble đó, để mà mình cầm cái thước như thế nào để mình đo. Cái cách cầm thước rất là quan trọng, tại vì khi mà các bạn vô làm á, cái cách cầm thước của các bạn thì cái người chủ á, họ có thể nhìn cái cách cầm thước của mình để mà họ biết rằng mình có biết làm hay là không biết làm. Thì đây là cái cách cầm cây micrometer caliper ha các bạn ha. Thì sau đây mình sẽ chỉ với các bạn ha, thì các bạn sẽ nhìn kỹ với mình ha. Thì từ 0 cho đến 1 các bạn, mình sẽ có 5 vạch. Thì mỗi một vạch này tương ứng với lại chấm 0,25 ha, thì thường gọi là 25.000. Thì một vạch này là 25.000. Các bạn thấy không? Ở vạch chính giữa này nó sẽ là 50.000. Ở cái vạch này là 75.000 và tới cái mức này là 100.000. Thì ở đây cũng vậy, là 200.000. Và ở đây nó đề có số 0 nữa các bạn, thì bạn sẽ là 225.000. Thì một cái vòng quay của cái thằng thimble này nè, trên cái thimble này nó sẽ có 25 đơn vị. Thì tương ứng với các bạn sẽ so sánh cái con số này, cái line này, cái đường này, mình sẽ đọc những con số nào mà nó trùng với lại cái đường line của cái hàng này nha các bạn nha. Thì ví dụ như số 5 phải trùng vô cái line đường này thì mình mới đọc. Còn trong việc trường hợp này thì là số 0 nó trùng với lại cái đường line này. Và nãy mình đã nói với các bạn rồi, thì ở đây một gạch nó tương đương với lại chấm 0,25, thì có nghĩa là 25.000. Thì ai học tiền CNC sẽ biết. Thì ở trong trường hợp này, ở đây là 100.000 và ở đây là 200.000. Và mình nhìn thấy nó lên một nấc và nó đang ở vị trí số 0. Thì khi nó ở vị trí số 0 này là nó đã đi đúng một vòng và đi đúng 25. Thì có nghĩa là ở đây là 225.000. Rồi,
Đây là một trường hợp khác nữa các bạn. Thì cái này mình sẽ đọc ba 125.000, thì như mình như đã nói với các bạn rồi, một gạch của cái này là bằng 0.025, thì khi mà mình đo như vậy á, là mình sẽ là 125.000. Đây 125.000 mình sẽ ghi như vậy, .125 ha. Còn trong trường hợp này các bạn sẽ đọc là nó đang là số 0 thì mình sẽ đọc số 0 trước, và nó đang ở số 0 này thì ở đây là .025.000 ha. Đó, đây là cái trường hợp đó, thì là .025 ha các bạn ha. Đây, các bạn hãy thử nói cho mình coi đây là số bao nhiêu, nếu như mà các bạn nghe nãy giờ mình nói rồi. Rồi ok, thì đây là đáp án của nó. Đây là đáp án của nó nha. Rồi tiếp tục con số này, thì đối với con số này các bạn sẽ coi nó là bao nhiêu. Thì ở đây các bạn sẽ đếm là một gạch và hai gạch đúng không, thì số này số 0 thì mình biết nó đã đi đúng hai vòng, thì nó sẽ đọc là 350.000 ha. Rồi tiếp tục mình có số này, thì một gạch là 25.000. Ở đây mình đã thấy nó đúng số 0 nữa, mình biết nó đã đúng một gạch, đi một vòng đúng 25 đơn vị nữa, thì mình sẽ gọi nó là .050. Và tiếp tục các bạn hãy coi phần này ha, thì mình cứ ghi số 4 trước là 400.000, và các bạn đếm ở đây một gạch và hai gạch, và các bạn đã thấy cái này nó qua số hai gạch rồi. Và tiếp tục mình thấy mình đọc ở đây số 0 thì mình thấy cái đường line này nó trùng với lại cái đường line này đúng không ạ, mình chỉ đọc những con số trùng với cái đường line này thôi, thì cái này nó gọi là đa đầm line. Thì những con số trên cái dòng quay của cây thước các bạn nó trùng với cái dòng line nào, dòng line này của mình thì mình sẽ đọc, thì ở đây nó trùng với số 0 nè, thì mình sẽ coi thử coi một gạch hai gạch và nó đã lên đất là ba gạch thì nó sẽ là .475, là cái này nó chưa tới một inch nha. Thì cây micrometer của này của mình á là nó chỉ đo trong vòng một inch thôi. Rồi tiếp tục, đây là cái trường hợp tiếp theo của mình ha. Thì đây là các bạn đến đây là số 1, thì mình ghi một như trước, một gạch hai gạch và ba gạch, và mình coi thử nó trùng những số nào, thì ví dụ nó trùng những con số 0 thì mình biết nó là 175. Rồi tiếp tục các bạn đi thấy đây số 2 đúng không ạ. Rồi tiếp tục mình gần thấy số 3, rồi mình coi thử một gạch hai gạch ba gạch bốn gạch, mình biết một gạch là .025, nó đã bốn gạch rồi, và mình thấy cái số 0 này trùng nữa thì mình biết nó là 300.000, thì cái này nó gọi là 300.000, có dấu chấm hơn trước nữa. Rồi còn tiếp tục cái này các bạn, mình sẽ các bạn thấy số 6 đây không, mình ghi số 6 gì trước, đây là số 0 và một đúng một gạch thì là 25.000, thì một gạch tương ứng với lại 25.000 ha. Đây là cái trường hợp mình muốn cho các bạn coi, thì đây là trường hợp tiếp theo. Thì các bạn thấy không, số 8 và đây là số 9 và đúng số 0 nữa, thì các bạn đếm thử cho mình ha, một gạch nè, hai gạch, ba gạch, bốn gạch, rồi để mình coi nó đang trùng cái số 0 này thì mình biết đây là 900.000. Tiếp tục các bạn sẽ coi cho mình cái này ha, thì các bạn đếm cho mình ha, một gạch là .025, hai gạch là .050 là 550. Tiếp theo mình thấy nó trùng với số 0 nữa là mình đúng 25.000 nữa, thì nó sẽ là 575. Tiếp tục đây là 7, một gạch, một gạch 25.000, 50.000, 75.000, và mình coi nó lại trùng với số 0 nữa, thì là 75 cộng thêm 25 là 100, thì 7 cộng 700 cộng 100 là 800.
bài tiếp tục. Cái này mình thấy nó bao nhiêu gạch các bạn? Cái này ở số 9 đúng không? Và mình đếm 25, 50, 75 và số trùng số 0. 75 là dằm, 900 cộng 100 là 1 inch. Cái này là đậu đúng 1 inch luôn. Rồi, cái này các bạn tự làm ha. Thì nếu như mà các bạn nhìn vô thì các bạn thấy mình đã làm sai cái này rồi nè. Cái này không phải là 720 nữa. 720 là khi nào mà số 20 này nè nó trùng với cái line này. Nhưng hiện tại bây giờ nó đang trùng với số 0 là mình biết nó là 25.000 ha. Là các bạn 20, 21, 22, 23, 24, 25 thì đáng lẽ ở đây kết quả phải là 725 chứ không phải là 720. Thì cái câu này mình làm sai. Tiếp tục 8. Các bạn thấy đếm đến cho mình ha, 1 gạch, 2 gạch thì ở đây là số 0. Ồ, 25 cộng thêm 25 nữa là 50 đúng không ạ? Thì 850. Số 8 ở này đem xuống dưới 850. Còn cái này các bạn sẽ thấy ở đây là số 7 luôn. Mình vừa thấy là mình biết thì số 7 mình đem xuống đây. Mình đếm 25, 50 và coi số 0 nữa thì là 75, 775. Và còn tiếp tục ha, thì số 8 mình đếm tiếp tục 1 gạch là 25.000, tiếp tục thấy số 0 nữa, 850. Ở đây là số 8, 875.000, 25.000, 50.000 và số 0 nữa là 875.000. Ok các bạn, đây là cái trường hợp khó thì các bạn sẽ đọc theo mình ha. Số 2 mình ghi xuống đây là số 2 và ở đây mình biết 25.000 ha. 25.000 rồi các bạn coi thử coi cái đường line này nè, các bạn thấy cái đường line này không, nó trùng ý về cái line này thì mình đọc là 10 11 12. Thì mình biết là số 2 rồi, mình biết này là 25.000 thì 225 cộng cho 12 là bao nhiêu các bạn? Đấy, sẽ bằng 237. Các bạn hiểu ý mình không? Rồi, tiếp tục mình sẽ làm ở đây. Các bạn thấy số 8 đúng không? Thì ở đây nó ghi là cây mai 2 inch. Thì mình biết cây mai này đo được 2 inch mà nó đang nằm ở đây. Thì số 1 ghi trước. Thì 891, tại sao là 891? Thì số 8 đây mình ghi xuống này. Rồi mình đếm số gạch của nó nè. 25.000, 50.000, rồi 75.000 và thêm, mình thấy ở đây 15 đúng không? Ở đây nó trùng với lại cái gạch này thì 15 lên 16. Thì mình lấy số 875.000 cộng cho 16. 875.000 cộng cho 16 mình sẽ ra con số này 1.891. Tại vì cái này là cây 2 in mai. Còn á, cái cây ở bên này á các bạn, nên là 1 in mai thôi ha, 1 in mai, nó chỉ đo được trong vòng 1 in. Còn cái cây thước này á, nó sẽ đo được 2 in. Và tiếp tục, các bạn nhìn ở đây thì cái thước của mình là 1 in mai, thì trước này nó sẽ còn là số 0 ha. Và ở đây là số 2 nè các bạn. Các bạn nhìn coi cái đường line này nó trùng với đường line này đúng không? Thì đó là số 20. Thì 220. Tiếp tục. Số 5 mà ở đây nó là 6 in mai. Đo được 6 in. Thì mình sẽ ghi số 5 và mình coi thử. 5. Rồi, một gạch là 25.000. 50.000 và mình biết mình có 550.000 rồi. Và ở đây nó trùng với lại số 5 này nữa. Đúng không? Ở đây nó trùng với số 5 nữa. Thì là 5 in 555.000. Thì các bạn hiểu không? Rồi mình tiếp tục ha.
thêm vài ba cái nữa cho các bạn nghĩ. Ở đây là cây mai, mộc in mai, thì 3 ghi xuống, một gạch là 25.000. Rồi mình tiếp tục số 5, số 6, số 7 thì 25.000 cộng cho 7.000 thì mình sẽ ra 332.000. Rồi mình tiếp tục, đây là một in mai luôn, thì đây số 3 mình ghi xuống số 3, một gạch là chấm không 25.000 và mình đếm 5 6 7 8 thì 25.000 cộng cho 8.000 thì mình ra 333.000. rồi mình sẽ làm tiếp tục một bài nữa cho mình, và số này là số 6 in mai, thì trước mình sẽ ghi là 5 in, 6 in mai, 5 in. Rồi số 7 này mình cũng ghi xuống, mình đếm một gạch là 25.000 và mình tiếp tục 10 11 12 13, thì mình đang trùng những số 13 nè, mình lấy 25.000 mình cộng cho 13 là bằng bao nhiêu bạn, là bằng 38.000, thì mình ghi là 738 của 5 in 738.000. rồi tiếp tục là bài này ha. Ở đây là 4 in mai, thì cái thước này đo được 4 in, nhưng mà chỉ có 4 in thôi, thì nó chỉ đo những cái vật mà dưới 4 in, quá 4 in là không đo được. Thì những cái vật ví dụ như từ 3 in cho đến 4 in thì nó đo được, còn quá 4 in nó sẽ không đo được ha. Thì 4 mình đi số 3 trước, thì 9, số 9 này đem xuống đây, mình đếm thử coi nó bao nhiêu gạch, 1 gạch, 2 gạch, 3 gạch, 4 gạch đúng không? Nhưng mà nó chưa tới 4 gạch đâu mấy bạn, nó chỉ tới 3 gạch thôi. 1 gạch, 25.000, 50.000, 75.000. Rồi mình coi nó, số 5, số 6, số 7, số 8, 75.000 mình cộng cho 8 là bao nhiêu? Là 983.000, 983.000. Thì mình chỉ đọc những cái con số nào mà trùng với lại cái đường thẳng này thôi. Thì số 5 này nó dưới cái đường thẳng mình đâu có đọc được. Mình sẽ đọc lên 5, 6, 7, 8. Mình biết số 8 này nó trùng với lại cái đường thẳng này. Rồi bắt đầu mình mới lấy số 8. Các bạn hiểu không? Để mình sẽ làm tiếp. Hãy làm vậy ha. Mà không có kết quả nha, mình sẽ không đưa kết quả cho các bạn tự làm. Rồi tiếp tục, cái này là bao nhiêu bạn? Đúng rồi, các bạn làm hay ha. Rồi tiếp tục, nếu mà cái thước nó đang ở vị trí này thì các bạn làm đi, là số bao nhiêu. Rồi ha, tiếp tục. Đó, những cái này mình đưa cho các bạn coi những con số á, thì nó các bạn đừng có để ý những cái ba cái in mai này. Thì đây mình trường hợp mình ví dụ cho các bạn nó là một in mai thôi ha. Rồi các bạn làm cho mình những con số này đi. Nếu như toàn bộ những cái mà mình không đưa kết quả cho các bạn là đều là cái thước một in thôi nha, một in mai thôi. Đây các bạn hãy làm cho mình coi thử coi sao. Rồi ok, tập nữa dành cho mấy bạn. Thì đây là một số bài tập dành cho mấy bạn nữa ha. Rồi tiếp tục, cái này là số bao nhiêu. Cái những cái thước nào mà mình không đưa đáp án cho mấy bạn á, là những cái thước đó là một in mai hết nha. Thì cái này đáp án bao nhiêu các bạn? Rồi các bạn hãy làm ra kết quả đi, rồi mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Rồi tiếp tục, cái này là số bao nhiêu. Các bạn cần phải biết mình xài cái thước này thì mấy bạn mới làm được nghề thiện nha. Rồi tiếp tục, con số này là số bao nhiêu các bạn?
Mình sẽ qua một cái bài khác cho các bạn coi ha. Rồi các bạn hãy coi đi. Rồi con số này số bao nhiêu thì các bạn cứ ghi xuống ha. Rồi mình sẽ giải cho các bạn coi. Tiếp tục. Đây là một bài khác. Rồi. Số này là số bao nhiêu các bạn? Rồi các bạn coi cho mình ha. Rồi các bạn làm đi. Thì mình cần phải biết xài những cái này ha. Rồi mình, các bạn nhớ bao, nhớ dừng clip lại khoảng 1-2 giây đó, rồi các bạn coi đáp án. Để coi mình có làm đúng không. Rồi, chúc các bạn thành công. Và cảm ơn các bạn đã đón coi video clip của mình. Nhớ bấm like và subscribe nha. Và để mình có thêm động lực ra thêm nhiều video mới.